Rồi chào mừng anh em ha, chào mừng tất cả khán anh em đã trở lại kênh của mình, cửa hàng Thành TV. Yeah. Rồi hôm nay ngày 10 tháng 10 anh em, mình có thêm bạc máy. Ba cái này tương đối đẹp nha anh em. Đến từ thương hiệu Đình Đám không à, công suất cũng lớn. Có, nhỏ có ha. Ba cái này thì 1, 2, 3 ha. Ba cái này hệ VIP không đó, bên sang dưới hết ha. Cánh quạt nhựa hết nha, ba cây này đều cánh quạt nhựa hết nha. Có những anh em thì xài lại thích cái tay nhựa, nó tay sắt, tay lên gai nó bằng sắt gì nó này này, nó có khi nó lỡ có ngã cái cong mình sửa là được, còn nhựa lỡ nó gãy thì lại mình hàng không được. Đó, nhưng mà đó là có khi anh em đi làm thì xui rủi vậy thôi, hoặc là đi làm hay làm mướn rồi đó. Nói chung là xài nó hơi một ngày làm nó qua nhiều địa hình nó phức tạp á, thì nên lấy những cái cây này cái cây giữa này nè, cắn quật nhựa rất nhẹ đó, gió thì cao mạnh nhưng mà lại cái tay lên ra nó bằng sắt kìa ha. Thôi còn giờ anh em thích hợp phù hợp với mình thì quốc thôi ha. Lần đầu tiên thì trở lại video thì cũng mấy ngày mình không có quay video được á, thì cũng nhớ anh em. Rồi giờ thì gặp lại để anh em trao đổi ha. Thì trước thì mình chúc anh em luôn mạnh khỏe, chảy và đẹp nha. Quan trọng là chỗ đẹp đẹp đó đó. Rồi sau đó thì mình vô chi tiết từ cây một ha. Có ba cây cũng nhanh thôi anh em, mình ba cái dòng máy này thì anh em thấy biết rồi ha, nhìn là anh em biết là nó độ mới cỡ nào rồi, không cần thấy nó nhiều phải không, không mất là thời gian của anh em đâu ha. Vô chi tiết thì mình sẽ test nổ từ cây trước đi ha, rồi sau đó thì mình sẽ quay chi tiết review kỹ, anh em đánh giá tiếp mình ha. Rồi giá thì mình có để trên từ cây hết đó nha, giá mình để trên hết, trên thùng á ha. Rồi nhanh lên, có mưa anh em ơi, nó mưa tới rồi. Cái này thì anh em biết rồi đó, bơm xăng, lấy xăng chảy qua cái ống này, ống lớn này rồi đóng đây đó ha, lên ra chút dịch nổ, dịch nổ thì xong mở đây ra ha. Còn nếu mà nó nổ rồi thì anh em khổ từng ống lên mở đây ha. Giờ thì khỏi cần đóng đen nữa ha. Lên ra kéo ra nhẹ nha. Cái này có mặt dù trợ lực ha anh em. Này, anh em thấy nè, đó nhìn này trọng dịch ra. Cây này chưa xài luôn á, chỉ được con đỏ luôn anh em biết mà không? Nó đỏ từ từ nó bay màu nó xanh. Nó mất màu đỏ này luôn á. Nhưng mà cũng không sao ha. Còn đẹp là chơi đẹp rồi ha. Tiếp. Cái này cũng vậy thôi, bơm xăng ha, cái xăng chảy qua đây đóng đen lên ha, lên ra chút này dịch nổ mở đây ra, còn nếu mà nổ rồi thì khỏi đóng đen mở đây ha. Rồi bây giờ thì khỏi cần đóng đen ở đây gì nữa hết á, chỉ lên ra thôi ha. Đóng ra khi nó nổ được rồi là cứ lên ra giật thôi. Cây này thì bơm xăng hơi khác chút xíu nha anh em, cái bình xăng này thì nó làm nên thương hiệu á, thương hiệu Đình Đám bình chế bí rồi đó, thì cái dòng máy này nó làm nên tên tuổi đó nè, bơm xăng ha, cái vú bơm xăng khi anh em bóp đây thì anh em đè con này nè, đó vậy nè, đè con này xuống rồi bóp sẽ thấy xăng chảy qua cái ống vàng trên đầu ngón tay mình đó, sẽ xăng chảy qua ống này cái về thùng ha, là thấy vậy là đủ xăng đó, rồi đóng đe lại ha, xăng lên tới đây nó chảy qua được đó, mày phải đè cái này nó mới bơm mới được nha, đè cái này xuống ha, để bơm này anh em thấy nè ha, nhìn kỹ ha, đè xuống nè, đó thấy xăng chảy qua không,
nó thấy xăng chảy qua cái ống đó, đó đó đó, nhưng mà phải đè đè cái cò này xuống nha, còn không đè thì bơm xăng nó chỉ lên tới đây thôi nha. Rồi đóng đè lên, lên ra chút nha, dịch nổ nó không giống gì thôi, dịch nổ mà mở lên ra ha. Bây giờ lên ga gì cổ trùng bơm xăng cổ đóng đè gì nữa hết á, khi nó nổ được rồi tắt ha. Rồi nhìn tổng thể cái nữa nha anh em, rồi mình vô chi tiết nha. Rồi cái này, cái đầu tiên đi, ngày hôm nay có 3 cây ha. Cây này nè, ngày 10 tháng 10 ha. Mình bán 5 triệu rưỡi nha, nặng 9 kg. Nó có 41cc ra nghe lên. Đó ha. Em để 41cc thôi. Nhưng mà cây này thì sao có giá 5 triệu rưỡi. Tại do đây nè anh em. Đó. Anh em nhìn ha. Nó mới khui thùng ra ha. Nè, ốc vít nè. Nó bóng lưỡng luôn á ha. Không cần phải làm gì hết, nó vẫn bóng. Tại cái này còn mới quá. À, anh em coi cái bô này ha. Nó trong ha. Móc bô nữa chưa có dấu xét luôn là anh em biết rồi. Đó, con bô còn nguyên luôn nha. Mấy cái ổ dê này anh em thấy cái con này ha, có lót luôn nha, có ống lót luôn nha. Ổ dê này không nhìn thấy là ăn tiền rồi ha anh em. Bộ ổ dê nữa. Đủ tiền. Còn cái cây à, cái miếng này thì cứ theo máy là vậy luôn, nó cái máy rút bán nó còn cái tem này nữa chứ, còn thì để vậy luôn ha. Tay nhựa nè, cánh quạt nhựa ha. Đây nè coi nè, nó còn dây vải nè, chè chè luôn ha, bảy màu luôn ha. Đèn lưng nè, chưa có một miếng xước luôn, nhị mèo luôn nè, cây này bảy màu luôn nè, bảy màu còn nguyên xi hết nè, nguyên xi từ góp, riêng từ góp một ha, chưa có xét một miếng nào hết. Cộng dây dịch này anh thấy nè, đó cái này trợ lực nha, không có nó không có mình không có dịch gì ha, chỉ cần kéo ra ha, kéo ra hết dây, nó có cái dấu màu xanh ở trong này nè, cái đầu cái cộng dây trong này nè, chỉ kéo qua tới cái dấu xanh rồi buông chạy vô là nó nổ ha, không cần dịch, không dịch anh em bỏ cái miếng này cũng được, tại mình thấy nó nằm ở đây thì nó cột như nó kệ thôi, cũng đẹp đẹp. Rồi thùng này thùng 23 nha, 23 lít thôi nha. Nắp thùng anh em nhìn thì biết rồi phải không, cái thùng này là không sơn gì hết nha, nó có chạy xước thôi chứ còn bóng sáng trắng luôn ha, thấy hình luôn á, không có sơn bóng sơn gì hết nhưng mà nó vẫn bóng ha, tại vì nó còn mới thôi. Cái củ dê này không là ăn tiền ha anh nè, cái máy này anh em coi, con ốc con bồ trọng à, còn ốc lóc máy nè, sơ mi nè. Thấy không? Một xăng giới giống luôn á. Bồ bon luôn nè. Tổ mà thấy à. Đó, con ốc bồ giống như con ốc lòng giống á. Con sát trứng xinh hẻo luôn nè. Kỹ cho nó đi ha. Cây này mình nói lại nha. Mình bán cây này 5 triệu rưỡi. Nó nặng nó chỉ có 9kg thôi ha. Nó phù hợp cho ai? Nó phù hợp cho anh em nào mà lớn lớn tuổi ha. Sức khỏe nói chung thì nó không được tốt á, thì chịu khó mua cây này, đất hơi nhiều hơi ít gì mình xài cũng được hết. Tuy nó 41cc nhưng nó thổi ra nó phun cỡ thì hai cái máy Trung Quốc á chạy không lợi, ba cái máy Trung Quốc chạy chưa lợi cây này nha. Ha. Mình nói là nói vậy từ cái giá trị, từ cái bộ bền, từ cái chất lượng của cái máy là kia nọ ha. Tại vì cái cây này cực kỳ mười mấy triệu nhưng mà bây giờ nó cũ. Nó về tới mình thì nhưng mà nó được còn được trên 95% cỡ này thì anh em nghĩ đi. Mình bán có 5 triệu rưỡi thì anh em nào thấy phù hợp thì nên mua ha.
đất mà 15-20 công đất rồi thì sang cái này là vô tư ha. Anh em là lớn lớn tuổi mà đất nhiều, sử dụng cây này để quải trên lưng để đi dặm thôi ha. Bỏ phân dặm phân hoặc là xạ lúa mà đi dặm lúa rồi chơi thôi ha. Những chỗ góc cạnh rồi mấy anh xạ, em xạ lúa mướn người ta xạ nó ẩu hoặc là người ta vô không được người ta sót rồi đó, máy móc nó sót á, thì cứ cầm cái này ha, mình đi cái máy mình lội vòng vòng mình đi dặm lại ha. Cây này thì quá đẹp rồi, chỉ có phù hợp cho anh em là lớn lớn tuổi mà sức khỏe nó không được tốt á, trên 50 tuổi rồi thì xài mấy cây này ha. Đất á không còn nhiều, mà đất nhiều thì đi dặm thôi ha. Phải đất nhiều thì anh em phần lớn thì thuê mướn hết rồi, đâu còn đâu mà làm nhà làm sao nổi, phải không? Phải 5-70 công đất thì làm nhà sao nổi. Lấy cây này đi dặm nha. Rất là phù hợp cho anh em, tại nó giật trợ lực, nó mắc ở chỗ này nữa nè ha. Máy mới thì mình không nói đi. Còn cái này trợ lực nó phục vụ được tối đa luôn đó ha. Tiết kiệm xăng. Máy móc thì chưa như y như mới như trong hùng Kuga thôi ha. Rồi. Giá là bán 50 nha. Rồi, qua cây này, qua cây kế tiếp. Cây này thì cũng đẹp, cũng kiếp rồi nè. Đến từ thương hiệu Isuzu ha. Nhưng động cơ của nó là mình nói lại nha, Kawasaki nha. Hàng hệ của Kawasaki nha. Nhưng mà thương hiệu thì thương hiệu của Isuzu vậy thôi à. Đó, mình bán 4,5 triệu nha. Nó nặng 12kg thôi. Giờ đâu, nó 63cc nha anh em. Xe sẵn mình có cái bồn đi, bồn carbon luôn ha. Nên còn xăng nữa ha. Mưa nó hơi tối nguyên zin ha. Mấy cái này thì zin nguyên bản hết, mình bao hết cho anh em là zin hết, mình chưa có động chạm gì hết. Nè không lắp có luôn nè, đó không lắp ha. Nè anh em coi mình ha, lóc máy nè, bô sạch bon ha, lóc nè, nó bóng lưỡng luôn á. Cái này nè, nhìn cái này mới biết, mới thấy chất lượng của nó nè. Đó, đó bó xăng nè, nó còn cái bình xăng chưa có miếng nào xét á, chưa một con ốc nào xét hết á. Nên còn miếng ốc, ốc trời nó hơi tối ha nè, nên tập trung coi gì mình nè. Đó, mấy ốc lóc máy trống nè, còn già khè luôn đây nè. Lóc máy mà nó còn già khè, ốc bô nó còn già khè, cho anh em biết rồi không? Tối nó quay cũng nhìn nè, cái góc này còn 7 màu chân nha, không có xét xiết gì hết á, từ con ốc luôn ha. Cái này có làm họng đồ lớn hết rồi, anh em làm thuê làm mướn cực kỳ ngon, mấy cái nệm lưng với dây quải thì ghim, khỏi lo, khỏi bà cãi ha. Trên này mình chưa xét rồi anh em biết rồi, ốc 7 màu còn luôn nè. Thùng thì thùng chắc cực kỳ chắc nha, rất là dày ha. Thùng này mình đã làm leo bọng leo van liệu rồi, xả lúa mỏng lúa dài rồi ok hết rồi ha. Tiếc một cái là cái chỗ này nó nằm ở ngoài nắng nhiều nè, nó hơi nám ha, hơi xa hơi sạm mà ổn chỗ này thôi ha. Cây này chỉ có tiếc chỗ này thôi, dưới cây này nó có bể đây một miếng rồi, nó không ảnh hưởng gì hết anh em. Cây này cái thùng chắc cực kỳ ha, cực kỳ chắc. Máy thì anh em coi nè, nó hơi tối trời chuyển mưa, để mình đi nhanh nhanh chút xíu ha. Tuyệt vời nha nè, ốc lóc máy anh em nhìn thấy à, ốc lóc máy chổng là già khè luôn nha. Là tối nhìn đó anh em nhìn thấy vàng chổng luôn ha. Máy này nhìn kỹ nó đẹp tuyệt vời ha. Giá mình khoảng 4,5 triệu nha. Đúng thì cây này có khi cây lên 5 triệu mấy ha, đúng 5 triệu mấy. Nhưng mà tại vì cây này nó hơi nám chỗ này, dưới cái lỗ đây chút xíu ha. Nó bay mà chút xíu, chứ cái máy này chắc kiểu này lắp máy bóng lưỡng gì kiểu này ha. Mình xăng cái này chưa có một dấu sét luôn nè. Cây này là anh em biết, chưa có một con ống sét luôn á. Không biết mà, anh em xài hết cái này ha. Thì đủ ha, mình bao cho anh em sử dụng, mình bảo hành cho anh em luôn. 3 tháng ha, 3 tháng anh em. Bao cho anh em luôn, cây nào cũng vậy hết ha. Máy mình chỉnh chu lắm rồi ha. Chỉnh chu hết mức có thể rồi ha.
còn cái chỗ nào mình làm đẹp được đó, thì mình cố gắng làm rồi ha. Còn chỗ nào mà không thùng bỗng rồi cái non nó phải giữ nguyên riêng ha, mình không hới làm được gì nữa ha. Còn chỗ nào đáng làm thì mình làm được, không ảnh hưởng tới máy móc, không ảnh hưởng tới độ bền cơ học rồi thì mình làm rồi ha. Rồi qua cây này nè ha, cái này thì đẹp, thùng cực kỳ đẹp. Ngày 10 tháng 10 ha, mình bán 3,5 triệu, nặng 13 kg, 57 cc. Thôi bây giờ cây này thì dòng đục mình đó, chế này 6 lít nha, mua thùng lớn nha, coi là những người thì còn ok hết ha. Tay này tay bằng sắt nha, cánh quạt là hợp kim nhôm nha, được rồi ha. Còn cái bình xăng này thì nó có cái khi bơm xăng nó hơi đặc biệt chút xíu, là anh em đè cái này xuống rồi hấp ấp với nó vú như này ha. Đại dịch nó nổ ha, nè, đó ha, vô nè, không lót nè, có đủ hết nè, đó, rồi. Bộ chưa xét lắm ha, chưa, còn sơn luôn ha, carbon nè, cầm dây dịch nè, đó, nè. Cây này còn dạng khè nè, tay len còn dạng khè luôn, anh em biết cái bình xăng nó ít nó xài cỡ nào ha. Rồi, cái này mình bán 3,5 triệu ha. Rồi, quá trời chuyển mưa anh em ơi, nó cảm ha, có cái nào thì chốt cho alo mình ha, rồi mình quay Zalo kỹ lại lần nữa cho anh em xem luôn cũng được ha. Ống thùng ống đồ thì đầy đủ hết, mình bao cho anh em, mình bảo hành cho anh em 3 tháng sử dụng luôn ha. Mình sẽ tặng thêm 3 cái phụ tùng Secure theo đầy đủ hết cho anh em ha. Mình không nói tại vì có khi ha, tùy theo cái dòng máy nữa, mình không nói mình sẽ tặng cái gì, mình sẽ gửi theo Secure cái gì. Nó phần lớn thì mỗi cây mỗi khác, tại vì cái dòng như cái máy này nó không có vú xăng, vú xăng thì cái này có thì mình gửi theo cái vú bơm xăng, không lẽ cây này mình hứa gửi theo cái vú bơm xăng mà nó không có vú thì trên này thì vú lớn vú nhỏ thì lum hết, hoặc là cái loại bơm xăng cái loại này loại khác. Thôi giờ gì đi, có cái nào mình sẽ cua được mình sẽ gửi tới kèm theo cho anh em ha. Rồi lần nữa cảm ơn em ha đã theo dõi kênh của mình, đã ủng hộ mình trong một thời gian dài vừa qua, thì bây giờ lần nữa mình cảm ơn tất cả các anh em nha. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Rồi, bye bye.